Hello các bác, cô chú, anh chị nha. Và mời các bác, cô chú, anh chị một hớp nước nước chè. Sau đấy cùng em làm cái cây này vui vui các nhé. Đấy, đang chờ tuốt lá chỉnh răm đây. Đấy. Nó cũng thì thực tế nó là một cây cũng xanh quê hiền hiền hòa mà cũng có nhiều lần quay lên rồi các bác. Nó thuộc đồ hoàn thiện. Đấy, thì cũng phải làm thôi. Đây làm cho nó sạch sẽ chút và để cho nó đỡ răm rứng đỡ lôi thôi các bác. Này. Đấy, thì còn một số cái cây nữa thì cứ làm dần, chắc còn hai cây hoàn thiện nữa thì cũng đang cần chờ chỉnh rửa. Không biết có quay phim được không, nhưng mà hôm nay làm cây này trước. Cây này nó đang lá nó đang già lắm rồi thì làm cái này trước cho nó sạch sẽ. Các bác xem các bác nhé. Ok. Lại chiến thôi, lại vật lá. Vật lá đá ông bơ thôi các bác ạ. Hôm nay dọn dẹp cái vườn sạch sẽ này, ưng quá. Mọi khi lôi thôi bẩn thỉu, không kịp. Mặt lá chắc là lâu nhận luôn. Mặt lá cái này cũng lâu lắm.
vặt vặt lông xong rồi. Bây giờ mới tỉa cây này vặt vặt ra thì mới đẹp. Để lá thì nhiều khi nó cũng hơi lùm nhùm. Nó được cái nó già ăn tận răm mà. Nhìn nó rất là nếu khi vặt lá.
xong rồi nhìn nó bay và sương gió sương răm nó. Ồ, có con thạch thùng nó đậu đây. Mình cứ tưởng là cái cây nó bị sẹo các bác, nó đậu đây, con thạch thùng đấy. Thì khi mà vặt ra thì nhìn nó già và nhìn thấy những đường chạy, nhìn thấy độ già của răm. Thì nó là một cái cây mà từ gốc thân mẹ cho đến đầu răm nó cùng một màu các bác, nó rất là già rồi. Nó rất là già rồi. Đấy, thì các bác xem. Các bác xem cái bộ răm của nó và cái độ hoàn thiện cũng như là cái độ già. Nó là một cây xanh quê hiền hiền thôi, cứ tự nhiên thiên nhiên này thôi các bác. Thiên nhiên này thôi. Nó không còn phải là cái cây mà quá giá trị hay là siêu phẩm gì, mà nó là một cây để chơi lấy tinh thần đấy các bạn. Chứ nó cũng không phải là cái một cái cây hầm hố hay là một cái cây nhiều đầu hay là ba vai dáng làng cái gì như đang hot bây giờ. Nó là cây thiên nhiên, cây thiên nhiên hoàn thiện. Và nó là một cây đáng chơi các bạn, đáng chơi. Đấy các bác xem. Ok, cảm ơn các bác. Mình có cái gì mình cứ làm cho nó đẹp lên từng ngày bác. Đừng có ghét bỏ nó. Cây nào cũng có cái đẹp riêng của nó mà, có cái giá trị của nó chứ bác. Còn nào mà thương mại thì thường có thể sẽ ghét bỏ. Nhưng hy vọng các bác đều là những người chơi bác nhé. Giao lưu rất vui nhưng mà không phải vì thế mà mình chán những cái cây nó không nhiều giá trị. Cứ làm đẹp lên mình lại có nhiều cảm xúc mới, nó lại vui lắm. Đấy, con nhìn này, quá già quá lâu năm để được những cái cây này, chơi quá tốt luôn, thẩm mỹ cao nhất. Ok, cảm ơn các bác, chúc các bác thật nhiều thành công, sức khỏe.